Kính chào quý vị, chúng ta đang trong chương trình Thời sự ngày mới, hôm nay ngày 6 tháng 7. Ngọc Diệu và Khắc Trí chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thật nhiều niềm vui. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mọi người chúng ta hãy đừng quên thực hiện tốt khuyến cáo 5K để bảo vệ an toàn cho mình và cộng đồng. Thưa quý vị, hôm nay 6 tháng 7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Kỳ thi diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vậy Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị các điều kiện và phương án như thế nào để kỳ thi diễn ra hiệu quả an toàn? Chúng ta cùng tìm hiểu qua gõ cửa ngày mới. Thưa quý vị, ứng dụng Bluestone có khả năng cảnh báo sớm cho người dùng khi tiếp xúc với người có nguy cơ mắc COVID-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Lợi ích là thế, nhưng không phải ai cũng hiểu hết tính hữu dụng của Bluestone cũng như cách cài đặt ứng dụng. Vâng, chính vì vậy mà trong những ngày qua, các chiến sĩ áo xanh tình nguyện đã đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng này. Đây cũng là câu chuyện đầy ý nghĩa mà chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị trong chương trình. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Điều đó cũng góp phần tạo thêm sức mạnh để chúng ta sớm chiến thắng đại dịch. Những chia sẻ đầy ý nghĩa nhân văn đó tiếp tục được chúng tôi ghi nhận và chuyển tải đến quý vị vào cuối chương trình. Nhưng trước hết mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện diễn ra trong 24 giờ qua. Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 13. Bà Rịa Vũng Tàu, các địa phương đồng lòng quyết liệt và linh động phòng chống dịch. Phát hành hộ chiếu gắn chip điện tử từ ngày 14 tháng 8. Thay đổi phương thức kiểm tra sàng lọc COVID-19 trên quốc lộ 51. Những thông tin, vấn đề, sự kiện trong nước sẽ được chúng tôi chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua 5 tháng 7, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương tập trung thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quy định thi hành điều lệ đảng và quy định về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của đảng, tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở cho hội nghị. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay và phân tích dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch COVID-19. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mới trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị Trung ương lần này bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng liên quan đến việc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa 13, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 9 tháng 7. Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 73 có hiệu lực ngày 14 tháng 8 năm 2021, quy định mẫu hộ chiếu có gắn chip điện tử. Các trang bên trong có in họa tiết trống đồng, cảnh đất nước, di sản văn hóa Việt Nam. Toàn bộ nội dung hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả. Đối với hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành. Theo thông tư số 73 của Bộ Công an, mẫu hộ chiếu có mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu có gắn và biểu tượng chip điện. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu là tiếng Việt và tiếng Anh.
Đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông gồm 48 trang, không kể trang bìa, có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm. Đối với hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 12 tháng, gồm 12 trang. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Theo đó, giá nước sạch không quá 18.000 đồng một mét khối. Theo thông tư của Bộ Tài chính về giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, đặc biệt đô thị loại 1, khung giá nước có mức từ 3.500 đến 18.000 đồng một mét khối. Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có mức từ 3.000 đến 15.000 đồng một mét khối. Khu vực nông thôn có mức từ 2.000 đến 11.000 đồng một mét khối. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 8 tới đây. Chuyển sang những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, chiều hôm qua, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai phương án phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh với các điểm cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 280 điểm cầu doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh. Tại cuộc họp trực tuyến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 17 ca nhiễm trong cộng đồng tại 5 địa phương. Hiện tỉnh có 20 khu cách ly tập trung với sức chứa 4.792 người. Trong đó, số đang cách ly tập trung là hơn 500 trường hợp. Ban quản lý các khu công nghiệp cho biết, toàn tỉnh hiện có 15 khu công nghiệp với gần 65.000 lao động. Trong đó, lao động ngoài tỉnh đi về hàng ngày khoảng 20% từ các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Ban quản lý các khu công nghiệp đã yêu cầu các doanh nghiệp dừng tổ chức xe đưa đón chuyên gia, người lao động hàng ngày ra ngoài tỉnh. Song song đó, một số doanh nghiệp đã tổ chức bố trí ăn nghỉ tại nơi làm việc cho người lao động để vừa bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Đến ngày 3 tháng 7 năm 2021, trong các khu công nghiệp đã có 5 ca F1 đang được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính. Các ca F2 được yêu cầu ở nhà tự theo dõi sức khỏe. Về nhu cầu tiêm vaccine, đến nay đã có 136 doanh nghiệp đăng ký mua và cam kết sử dụng vaccine tiêm ngừa cho hơn 43.000 người lao động. Nhiều doanh nghiệp cho biết, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu từ 12 giờ ngày 5 tháng 7, tất cả những người muốn vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bằng đường bộ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không quá 5 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm, đang gây nhiều khó khăn cho công nhân lao động, bởi quy định này gây tốn kém chi phí và thời gian. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh mong muốn có sự ủng hộ từ phía các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, sắp xếp cho công nhân ăn ở tại chỗ để tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan. Đối với việc đăng ký mua và sử dụng vaccine, tỉnh đã có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vaccine và khi nào có, tỉnh sẽ thông báo cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị, Long Điền hiện đang có 8 bệnh nhân COVID-19. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu cho toàn bộ 991 tiểu thương chợ Long Hải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Long Điền đã yêu cầu ngành y tế huyện tiếp tục lấy mẫu cho toàn bộ tiểu thương các chợ còn lại trên địa bàn huyện, bắt đầu từ chiều hôm qua, 5 tháng 7. 151 tiểu thương tại chợ An Ngãi và 441 tiểu thương chợ Long Điền đến lấy mẫu trong trật tự đúng quy định phòng dịch COVID-19. Dù số lượng người cần lấy mẫu nhiều, nhưng việc thực hiện khá nhanh nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại chợ. Mỗi người chỉ mất vài phút để hoàn thành các bước lấy mẫu. Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo phương pháp gộp nhóm 15 người. Cùng với việc tổ chức lấy mẫu cho tiểu thương, các chợ trên địa bàn huyện cũng đã phân chia tần suất đi chợ cho người dân bằng hình thức phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn ngày lẻ. Dự kiến trong ngày 6 tháng 7, ngành y tế huyện Long Điền sẽ hoàn tất việc lấy mẫu cho tiểu thương các chợ còn lại trên địa bàn huyện. Lúc 8 giờ ngày 4 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa tiếp nhận thông tin có một trường hợp qua kiểm tra nhanh hai lần dương tính với COVID-19 tại chốt kiểm soát quốc lộ 51. Trường hợp này trú tại đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 5, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, thường xuyên lên chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để giao hàng. Đến tối ngày 4 tháng 7, mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, trường hợp này đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Ngay khi có thông tin về trường hợp ca nhiễm tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, đã triển khai phong tỏa khử khuẩn, đồng thời kiểm tra, truy vết các trường hợp có liên quan. Tính đến 17 giờ 30 chiều 5 tháng 7, thành phố Bà Rịa đã xác định được 10 trường hợp F1 sinh sống tại thành phố Bà Rịa. Tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung.
qua xét nghiệm, tất cả các trường hợp này đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, từ ngày 2 tháng 7 năm 2021, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải cung cấp thông tin hành trình vận chuyển và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị không quá 5 ngày. Vì vậy, tình trạng ùn tắc xe kéo dài trên quốc lộ 51 những ngày qua càng tăng, gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông và cả công tác phòng chống dịch COVID-19. Và đến 12 giờ trưa hôm qua, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành thêm một bước trong phòng dịch là kiểm tra xét nghiệm COVID-19 với tất cả các trường hợp trên các loại phương tiện. Dự báo lượng người và phương tiện càng ùn ứ nên ngành y tế đã có sự điều chỉnh. Tại chốt kiểm tra xe tải, chốt duy nhất đang thực hiện kiểm tra nhanh COVID-19 cho tài xế trên quốc lộ 51, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 5 tháng 7, phương tiện xe tải vẫn rất đông. Tuy nhiên, các tài xế không còn phải chờ lâu, bởi từ buổi trưa, ngành y tế đã tăng cường thêm nhân lực cho chốt. Chưa tính các lực lượng, chỉ riêng lực lượng y tế tại chốt đã là 18 người. Bên cạnh đó, ngành y tế chủ trương thay đổi cách thức nhận kết quả kiểm tra COVID. Y tế thứ nhất là bắt tất cả các cái phương tiện vào phải có thử xét nghiệm. Và cái xét nghiệm chúng tôi làm đây là thử xong là cho đi và chúng tôi sẽ trả kết quả sau. Nếu trong quá trình thử mà có dương tính thì chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với lại cái người là phương tiện lái xe thông qua cái số điện thoại để có cái biện pháp tiếp theo như là cách ly hay là giám sát một cách chặt chẽ hơn. Công văn 7912 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu từ 12 giờ trưa 5 tháng 7, tất cả người vào Bà Rịa Vũng Tàu bằng đường bộ phải có giấy xét nghiệm âm tính. Vì công văn hỏa tốc, nhiều người chưa biết nên lực lượng thực hiện kiểm tra COVID-19 tại chốt 1 phải nỗ lực tăng tốc xét nghiệm, kiểm tra thật nhanh để giải tỏa lưu thông. Cả những cái phương tiện giao thông nào vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là phải có giấy xét nghiệm. Và ngành y tế chúng tôi là lo cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tất cả các trung tâm y tế huyện thị đều triển khai xét nghiệm cho những người dân có nhu cầu để mà họ lưu thông trên đường. Đáp ứng nhu cầu xét nghiệm kiểm tra nhanh về COVID trong ngày 5 tháng 7, nhóm phóng viên thời sự ghi nhận một số phòng khám đa khoa dọc quốc lộ 51 nhận được thực hiện dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Nhiều phòng khám đa khoa Asia Phú Mỹ từ sáng đến 17 giờ chiều đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 400 trường hợp. Tuy nhiên, giá dịch vụ là 580.000 đồng, cao hơn giá xét nghiệm kiểm tra tại chốt là 342.000 đồng. Bộ, nếu mà test COVID chung đấy là tình hình là giờ là phải test cái giá nó chung của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, nhưng mà cái phòng khám đa khoa bên dưới kia là sáng là test 300.000, đấy, thằng con tôi test đấy, để mà chuẩn bị đi thi ở trên Long Thành này. Nhưng mà chiều nay tôi test đây là 580.000. Mỗi tỉnh nó có mỗi cái quy định thì bắt buộc anh em là phải có cái tờ giấy xét nghiệm kết quả để cho anh em rồi chạy qua chạy lại. Vẫn cần nhiều điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế trong kiểm soát dịch bệnh người vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và với sự điều chỉnh bước đầu, từ chiều nay, 5 tháng 7, tình trạng kẹt xe như những ngày qua ở các chốt kiểm dịch đã dần giải tỏa hiệu quả. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, nhất là việc áp dụng giá đất bồi thường theo quy định của pháp luật cho người dân có đất bị thu hồi, sớm đưa các dự án đầu tư công vào khởi công, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ. Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn kế hoạch năm 2020 tỉnh quản lý được phép kéo dài là hơn 1.368 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 đạt gần 181 tỷ đồng. Về tình hình giải ngân vốn tỉnh quản lý năm 2021 đến ngày 30 tháng 6, hơn 1.873 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao gồm huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu, Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp, Sở Y tế. Tỷ lệ giải ngân 6 tháng năm 2021 đạt thấp, nguyên nhân là do vướng mặt bằng, chính sách giá bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân.
việc thực hiện khảo sát lại giá đất theo giá thị trường để tính bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Giá một số nguyên vật liệu xây dựng tăng cao cũng đã tác động đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, các ngành địa phương tập trung điều hành đầu tư công. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ động trong xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công, nguồn vốn ngân sách tỉnh, bao gồm vốn từ năm 2020 chuyển sang. Thưa quý vị, để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế triển khai ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên smartphone. Ứng dụng Bluezone có khả năng cảnh báo sớm cho người dùng khi tiếp xúc với người có nguy cơ mắc COVID-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Điều này rất cần thiết khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn tỉnh có 5 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết tính hữu dụng của Bluezone cũng như là cách cài đặt ứng dụng. Do đó, những ngày qua, các chiến sĩ áo xanh tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã tỏa đi khắp nơi, đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng này. Những ngày này, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, chị Thủy cùng với các đoàn viên thanh niên khác của thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc chia thành từng nhóm 3 người đến khắp nhà dân trên địa bàn thị trấn để tuyên truyền, hỗ trợ mọi người cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Tất cả đều thể hiện quyết tâm, 100% smartphone của người dân đều cài đặt ứng dụng này trong 10 ngày. Cái việc cài đặt Bluezone này cũng được tuyên truyền trên báo đài nhiều rồi. Bà con cũng thông qua cũng nhận biết rồi, nhưng mà một số người thì chưa biết cách cài như thế nào thôi. Mình mới đi hỗ trợ và tuyên truyền bà con cài. Nên em cảm thấy cái việc cài chỉ có một phần nhỏ khó khăn là những người lớn tuổi, người ta chưa có xem qua báo đài nhiều, người ta không biết. Theo như sự chỉ đạo của tỉnh đoàn thì sẽ chia làm 5 giai đoạn và tia theo từng cái bước cung bậc từ thấp cho đến cao để hoàn thiện trong vòng 5 tuần. Nhưng mà với phương châm thì trong dịch như trong giặc, thì huyện Xuyên Mộc mới một cái tuổi trẻ Xuyên Mộc mới cái quyết tâm rằng là sẽ cố gắng làm sao và đẩy mình trong vòng 10 ngày hoàn thành cái chỉ tiêu này, để từ đó nó đảm bảo hơn cho cứ càng sớm thì sức khỏe người dân cũng như mà tình hình trong dịch bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Qua tuyên truyền, nhiều người dân biết được tính hữu dụng cần thiết của Bluezone để góp phần bảo vệ mình và gia đình trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng phức tạp trong cộng đồng. Thế nhưng do không phải ai cũng hiểu biết về công nghệ để tự cài đặt, do đó sự hỗ trợ của các tình nguyện viên ở thời điểm này được đánh giá cao. Trước khi mà đoàn thanh niên tới thì em có nghe đài thông báo, nhưng mà em vẫn chưa có cài. Giờ đoàn thanh niên cài thì em thấy yên tâm hơn, thì nó thông báo cho mình nhiều cái thông tin hơn. Với lại nó có quét những người F1, F0 ở xung quanh mình, với lại có thêm thấy mấy thông tin nữa, thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh. Vậy nó rất là tiện, ví dụ như bây giờ mình đi bưu điện hay đi đâu, mình chỉ cần đưa cái mã này của mình ra là đã khai báo hết rồi, mình không phải khai báo lại từ đầu. Với mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 7, có thêm 270.000 người dân Bà Rịa Vũng Tàu cài đặt Bluezone, nâng tỷ lệ người dân sử dụng smartphone cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone lên 47% theo chỉ đạo của tỉnh. Tỉnh đoàn đã thành lập 710 biệt đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, phối hợp cùng địa phương và các tổ chức xã hội đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ cài đặt Bluezone tại 82 xã phường thị trấn. Cùng với việc hỗ trợ thông tin và cài đặt ứng dụng Bluezone, các biệt đội phản ứng nhanh cũng in mã QR dán tại các điểm công cộng và hướng dẫn người dân cách quét mã khai báo y tế. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm giúp cho ngành chức năng quản lý truy vết dịch bệnh, cảnh báo với người dân khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, từ đó góp phần ngăn ngừa đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi thì sẽ chia nhỏ ra tất cả các nhiệm vụ và đặt ra những cái mục tiêu cụ thể theo từng tuần, và chúng tôi xác định đợt ra quân cao điểm là trong tháng 7 và chúng tôi chia thành 5 tuần. Tuần thứ nhất, mỗi tuần như vậy thì chúng tôi đều có những cái chủ đề, chủ điểm khác nhau và có những cái giải pháp cụ thể hướng dẫn trực tiếp cho mỗi đoàn viên thanh niên. Mỗi ngày qua, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện lan tỏa trên những con đường, góc phố, từ thôn quê cho đến thành phố trên địa bàn tỉnh, ra sức đồng lòng cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Càng phát huy vai trò tinh thần xung kích,
tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đối với quê hương, đất nước. Liên tục ghi nhận chuyển tải thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước để chuyển tải đến quý vị. Chương trình ngày mới tiếp tục cập nhật thông tin từ các trang báo. Thưa quý vị, cùng với Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ 0 giờ ngày 5 tháng 7, các chốt chặn kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành kiểm tra, yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả công dân đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, tại các chốt chặn kiểm dịch trên quốc lộ 1K thuộc phường Hóa An và chốt quốc lộ 1A, phường Long Bình Tân của thành phố Biên Hòa, số lượng người dân bị chặn lại kiểm tra giấy thông hành rất lớn. Chỉ trong ngày 5 tháng 7 đã có khoảng 40% người dân buộc phải quay trở lại, không được vào Đồng Nai khi không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định. Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh phức tạp, kẻ xấu đã mạo danh là ban chỉ đạo chống dịch, bác sĩ để lừa đảo. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trước tình hình này, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông tin cảnh báo về việc đầu số 10881119 tự xưng là ban chỉ đạo chống dịch và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng để lừa đảo người dân. Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Tuổi Trẻ thông tin, hiện một số trang mạng xã hội lấy danh nghĩa ủng hộ bệnh viện trong tuyến đầu chống dịch để kêu gọi quyên góp tiền, hiện vật. Cơ quan chức năng phát hiện đây là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt. Các bệnh viện cho biết, các khoản ủng hộ bằng tiền và thiết bị y khoa chỉ được phép thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người bệnh, người nhà cần nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo nêu trên. Nếu nghi ngờ có bất thường nên liên hệ ngay với bệnh viện để được hỗ trợ. Thông tin sinh viên y tế Hải Dương tình nguyện đi chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng bị dư luận cho rằng chảnh chọe, yêu sách đang làm nóng dư luận những ngày này. Vâng, thưa quý vị, với nhiều ý kiến khác nhau mà phần đông là đại biểu châm chọc chê bai, báo Vietnamnet cho rằng giữa dư luận như vậy thì những người có trách nhiệm đã ở đâu khi để sinh viên tình nguyện, những người mang cả tinh thần nhiệt huyết đi chống dịch bị mắng chửi. Tác giả bài viết trên báo Vietnamnet cho rằng 300 sinh viên y tế Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch với tinh thần xung phong là rất đáng hoan nghênh, bởi các em đã dám chấp nhận đối mặt với vất vả hiểm nguy vì mục tiêu cao cả là cùng với các đồng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng dập dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thế nhưng vì chưa có sự thống nhất giữa người chỉ huy đoàn và cơ quan chức năng sở tại, chưa đủ thông tin kịp thời, tin cậy đến với dư luận khiến xã hội hiểu nhầm. Vì vậy, các chỉ huy hãy lên tiếng để trả lại sự công bằng cho các em trước sự chỉ trích của dư luận. Theo ghi nhận của báo, trận mưa lớn ở thành phố Lào Cai xảy ra trong đêm 4 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, khiến hàng chục hộ dân bị ngập lụt sâu. Nhiều gia đình không kịp thời trở tay, sơ tán tài sản. Nhiều xe ô tô bị nước nhấn chìm hay cuốn trôi lênh đênh trên phố. Trả lời báo Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn xảy ra trên diện rộng khắp trên địa bàn Lào Cai do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay được ghi nhận tại đây. Thưa quý vị, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2021, dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc là thực hiện cách ly xã hội và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Đợt 2 dành cho các thí sinh chưa thể tham gia kỳ thi trong đợt 1 và do Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định sau khi đã có danh sách từ các địa phương báo về. Hôm nay 6 tháng 7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày mai. Dù vừa phải chuẩn bị cơ sở vật chất thi cùng với phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho thí sinh, nhưng đến thời điểm này, tất cả các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu có gần 13.300 thí sinh dự thi. Sở Giáo dục Đào tạo đã bố trí 563 phòng thi và 42 phòng chờ tại 22 điểm thi,
bao gồm cả điểm thi tại huyện Côn Đảo. Các điểm thi được đặt tại các trường trung học phổ thông, đảm bảo về cơ sở vật chất và an toàn cho kỳ thi. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Tất cả các phòng ốc đều được sửa sang, bàn ghế khang trang, đầy đủ, sạch và đảm bảo tổ chức một kỳ thi an toàn. Nhà trường cũng đã chuẩn bị tất cả mọi việc như là chuẩn bị máy đo thân nhiệt, rồi là khẩu trang y tế, nước xịt khuẩn. Các khâu chuẩn bị đến bây giờ là đã hoàn thiện. Bên cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là bên nhà trường cũng đã kiểm tra. Các điểm thi trong tỉnh đều được phun xịt sát khuẩn, vệ sinh môi trường, bàn ghế sạch sẽ. Các trường cũng trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang. Đồng thời, bố trí lối đi riêng, khu vực ngồi chờ riêng cho các thí sinh có thân nhiệt cao hoặc có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Ngoài các phòng dành cho các thí sinh ngồi chờ thi các môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mỗi điểm thi đều bố trí thêm từ 3 đến 4 phòng thi dự phòng. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 1 học sinh thuộc diện F2, 3 học sinh ở trong khu vực bị phong tỏa. Do đó, 4 học sinh này sẽ phải thi vào đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đến ngày 4 tháng 7, 100% thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi trên địa bàn toàn tỉnh đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Đây là lần thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, nên các điểm thi đều đã có kinh nghiệm hơn so với năm trước. Đặc biệt, công tác tập huấn và diễn tập trước đó đã giúp các hội đồng thi cũng như cán bộ coi thi chủ động hơn với những tình huống khẩn cấp hoặc khi thí sinh tham gia dự thi có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tôi thấy rằng về cơ sở vật chất thì ngành giáo dục và các ngành liên quan cũng đã chuẩn bị đảm bảo. Riêng về cái chỗ công tác phòng chống dịch thì các kế hoạch đưa ra đều đảm bảo. Chúng tôi cũng bố trí những cái phòng dự phòng để khi có vấn đề thì đưa các em vào đây để làm bài, hoặc là những trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi ngày mai bước vào kỳ thi với tâm thế an tâm. Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thời gian qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương, nhiều câu chuyện đầy cảm xúc về những con người ở tuyến đầu, cũng như bao nghĩa cử cao đẹp, sẻ chia của người dân ở các địa phương. Quả thật là những hành động nghĩa cử cao đẹp đã tiếp thêm sức mạnh để chúng ta có thể sớm chiến thắng được dịch bệnh. Và tiếp tục lan tỏa điều đó, mời quý vị cùng tiếp tục cảm nhận tinh thần tương thân tương ái từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị và hảo tâm đã chung sức hỗ trợ tỉnh Phú. Quý vị đang theo dõi chương trình Ngày Mới, chương trình Thời sự sáng phát sóng vào lúc 6 giờ mỗi ngày trên kênh truyền hình BRT. Tiếp tục chương trình là thông tin giá cả thép, một mặt hàng nóng trong những tháng đầu năm nay. Tiếp đó là giá một số mặt hàng nông sản đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi. Sau nhiều lần tăng giá vào cuối năm ngoái và những tháng đầu năm, vừa qua các nhà sản xuất cung ứng thép nội địa đã đồng loạt công bố giảm giá thép từ 500 đến 800 ngàn đồng một ký. Giá thép hạ nhiệt đã góp phần khơi thông thị trường tiêu thụ và giảm cánh nặng cho các doanh nghiệp xây dựng. Giá các sản phẩm thép Hòa Phát, Thái Nguyên, Việt Đức, Việt Ý đang ở mức trung bình 17.000 đồng một ký, chưa bao gồm thuế. Xoài cát Hòa Lộc, một loại trái cây đặc sản của miền Tây, hiện đã vào cuối vụ nhưng giá rất thấp. Hơn một tháng trước, xoài cát Hòa Lộc có giá 14-15.000 đồng một ký, nhưng từ đó đến nay giá bán giảm dần. Hiện thương lái thu mua xoài cát Hòa Lộc tại vườn loại 1 khoảng 3 trái một ký, chỉ 11.000 đồng một ký. Vừa qua, ngành chức năng đã kết nối thương lái địa phương và các điểm mua bán để thu gom xoài cát Hòa Lộc cho nhà vườn. Tổng cộng đã có hơn 30 tấn xoài cát Hòa Lộc được tiêu thụ với giá bán từ 12 đến 15.000 đồng một ký. Giá tiêu cả nước đang dao động trong khoảng 73 đến 76.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hiện được thu mua với mức 74.500 đồng một ký. Thị trường trong nước cuối tuần qua phản ứng tiêu cực sau khi Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho thấy sản lượng tiêu vụ 2020-2021 cao hơn rất nhiều so với dự đoán của các chuyên gia và những người làm hồ tiêu. Trên các diễn đàn về hồ tiêu tại Việt Nam, nông dân tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết thống kê sản lượng năm nay lại được mùa.
Thông tin về áp thấp nhiệt đới và thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 6 tháng 7. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, sáng 6 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông. Ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có khả năng xuất hiện gió mùa Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Mức độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1. Trên đất liền, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp với tác động của trường gió mùa Tây Nam có cường độ hoạt động mạnh dần, nên khu vực tỉnh vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Khu vực thành phố Vũng Tàu nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa vừa và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Khu vực huyện Côn Đảo nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ, có lúc động. Tại Vũng Tàu, ngày 6 tháng 7 năm 2021, mực nước cao nhất 355cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút, thấp nhất 100cm xuất hiện lúc 19 giờ 30 phút. Chương trình Thời sự ngày mới đến đây là khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.